Sau khi gặp nhau ở trận đấu mang tính lịch sử tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, Hoàng Anh Gia Lai và Dược Nam Hà Nam Định cùng bước vào lượt trận vòng 3 V-League không thành công khi đều nhận những thất bại trước đại diện thủ đô. Khép lại nỗi buồn, hai đội sẽ gặp lại nhau tại vòng 4 trên sân Pleiku. Lần gặp lại này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có đội hình mạnh nhất, trong khi Dược Nam Hà Nam Định mất đi Lâm Anh Quang do phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu với Viettel. Hãy cùng điểm qua những điểm nóng trong trận cầu hấp dẫn nhất vòng 4 LS V-League 2020. 1. Tuấn Anh và Lê Sĩ Minh. Cuộc đối đầu của hai cầu thủ đồng hương Thái Bình luôn khiến người hâm mộ cả nước phải chờ đợi. Trong khi Tuấn Anh là linh hồn của đội bóng phố núi, thì Lê Sĩ Minh luôn là mẫu tiền vệ sáng tạo, gây ra những pha đột biến bên phía Dược Nam Hà Nam Định. Nguyễn Tuấn Anh, kể từ khi trở lại mùa giải 2019, luôn là cầu thủ chơi ấn tượng trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Đội hình của Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ vận hành tốt mỗi khi tiền vệ 25 tuổi có mặt trên sân. Ở vòng 2 V-League 2020, trước một đội bóng vừa tầm như Viettel, sự năng nổ trong mỗi pha hỗ trợ phòng ngự đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Lee Tae-hoon có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước và giữ sạch lưới trong suốt thời gian anh thi đấu. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tuấn Anh bị thay ra, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhận liên tiếp 3 bàn thua và suýt phải trắng tay rời hàng đẫy. Phía bên kia, Lê Sĩ Minh là một trong những trụ cột nơi tuyến giữa của Dược Nam Hà Nam Định. Cầu thủ gốc Thái Bình không phải mẫu thường xuyên ghi bàn, nhưng mỗi khi anh nổ súng thì đó đều là những tuyệt phẩm. Mùa giải V-League 2019, tiền vệ của đội bóng Thành Nam đã có 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho các đồng đội. Tại trận đấu vòng 2 V-League 2020, Sĩ Minh cũng đã có cho riêng mình một siêu phẩm vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai, Ralf Hansson và Damian Memovic. Tân binh của hai đội bóng, nhưng màn thể hiện của hai cầu thủ này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ralf Hansson chọn Dược Nam Hà Nam Định là bến đỗ đầu tiên của mình tại Việt Nam. Ở thời điểm chân sút Brazil gia nhập đội bóng Thành Nam, từng có rất nhiều hoài nghi đặt cho tiền đạo này, nhưng vượt lên trên tất cả. Anh đã tỏa sáng liên tục ở 4 trên 5 trận đấu mùa này của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng. Trong đó, ở trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, anh còn ghi cho mình một cú đúp để thắp lên hy vọng cho đội bóng Thành Nam. Trong khi đó, Damian Memovic đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong màu áo Sông Lam Nghệ An mùa trước khi cùng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Khi gia nhập Hoàng Anh Gia Lai mùa giải này, anh được người hâm mộ đội bóng phố núi kỳ vọng sẽ khắc phục những điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ. Trận gần nhất trên sân Pleiku gặp Than Quảng Ninh, trung vệ người Serbia đã giúp hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai đứng vững trước sức tấn công vô cùng mạnh mẽ của những sát thủ bên phía đội bóng đất mỏ. 3. Văn Toàn và Đinh Xuân Việt. Cầu thủ chạy nhanh nhất V-League đối đầu với lão tướng Đinh Xuân Việt cũng là một cuộc chiến đầy mãn nhãn cho người hâm mộ. Điểm mạnh nhất của Văn Toàn là khả năng bứt tốc tuyệt vời để vượt qua mọi hàng thủ. Tốc độ của tiền đạo gốc Hải Dương càng được phát huy hơn mỗi khi thi đấu trên sân Pleiku. Mùa giải 2019, Văn Toàn đã có cho riêng mình tới 9 bàn thắng, với rất nhiều trong số đó xuất phát từ những pha bứt tốc của cầu thủ này. Có thể kể đến là pha bứt tốc từ giữa sân để đánh bại thủ môn Văn Công của Hà Nội FC để gỡ hòa trong trận đấu tại vòng 16 V-League năm ngoái. Không chỉ ghi bàn tốt, Văn Toàn còn dẫn đầu danh sách kiến tạo mùa trước với 11 đường truyền cho các đồng đội. Phía bên kia, thủ thành 36 tuổi Đinh Xuân Việt lại sở hữu những kinh nghiệm và khả năng ra vào tuyệt vời để ngăn cản mọi đường công của đối thủ. Kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Dược Nam Hà Nam Định, thủ môn gốc Hải Phòng luôn thi đấu ổn định và khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ của đội bóng Thành Nam. Mùa giải 2019, Đinh Xuân Việt chơi trọn vẹn 25 trên 26 trận cho Dược Nam Hà Nam Định và luôn là điểm tựa cho cầu thủ tuyến trên yên tâm thi đấu. Những điểm nóng này hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ một cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn, nhất là khi Hoàng Anh Gia Lai được trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón chính đội bóng đã loại họ khỏi Cúp Quốc gia. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Dược Nam Hà Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 6.